Chào các con, chào mừng các con đến với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và đây là chương trình Mindfulness Grade 1, là chương trình tiếng Anh lớp 1 mà các con đang học ở trường. Ngày hôm nay cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài thứ 2, Unit 2. Nên là bây giờ chúng ta bắt đầu các con nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần Lesson 1. Lesson 1 nó sẽ nằm ở trong trang sách số 6 và trang sách số 7 của các con. Nên là bây giờ các con hãy lật sang trang sách số 6 để chúng ta bắt đầu nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên trong Lesson 1 các con nha. This is the letter B. The letter B makes the B sound. Ball. Bed. B. Rồi, vừa rồi chị ấy kêu là this is the letter B. Có nghĩa là đây là chữ cái B. Và sau đó cô ấy nói là the letter B makes the B sound. Có nghĩa là chữ cái B được phát âm là B. Các con thấy ở đây mình có chữ B in hoa và chữ B thường. Chữ B ở trong tiếng Anh là chữ B ở trong tiếng Việt của mình á. Nên là các con nhớ nha, đây là chữ in hoa và đây là chữ thường. Và ở dưới này là ba từ mới mà chúng ta học được ngày hôm nay ứng với âm B nha. Đầu tiên đó là một quả bóng. Quả bóng trong tiếng Anh được gọi là Ball. 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 Và tiếp theo là một cái giường. Cái giường ở trong tiếng Anh được đọc là Bed. Bed. Và cuối cùng đó là một chú ong. Chú ong trong tiếng Anh được đọc là Bee. Bee. Và ở trong phần này họ bảo mình là listen, point and repeat. Listen là chúng ta hãy lắng nghe. Point là dùng tay để chỉ vào. And repeat là đọc lại. Có nghĩa là chúng ta hãy lắng nghe, sau đó chúng ta sẽ dùng tay để chỉ vào những cái gì mà chúng ta nghe được, đồng thời chúng ta sẽ đọc lại cái từ mà chúng ta nghe luôn khi mà mình đang chỉ vào ha. Cô Bella ví dụ, nếu như chúng ta nghe được từ ball là quả bóng đúng không nào, thì chúng ta sẽ chỉ tay vào quả bóng và chúng ta sẽ đọc là ball. Ball. Và nếu như mà chúng ta nghe là thì nhiệm vụ của chúng ta đó là mình point, là mình sẽ dùng tay để chỉ vào cái hình của cái bed, là cái giường. Và đồng thời chúng ta repeat, là mình đọc lại cái âm mình vừa nghe được, đó là âm bed. Nên bây giờ chúng ta thử nha. Chúng ta sẽ dùng tay chỉ vào đây, đồng thời chúng ta đọc là bed. Tiếp theo cũng tương tự như vậy với chú ong nha, với chú bee. 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 Dễ đúng không nè? Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa các con nhé, và đồng thời các con hãy chỉ vào trong vở của mình các con nha. B. B. Ball. Bed. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành phần listen, point and repeat. Bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo nha. Trong phần này họ bảo mình là now color. Now là bây giờ, color là mình tô màu. Có nghĩa là bây giờ chúng ta hãy tô màu vào chữ cái be ở đây với những cái màu mà mình được cho ở đây rồi đúng không nè. Ở đây có 4 màu đúng không. Các con có thể chọn cái màu mà các con yêu thích nhất để các con tô vào hai chữ bi in hoa và chữ bi thường nha. Ở đây cô Bella có thể chọn màu xanh cho quả bóng. Bởi vì quả bóng ở đây có màu đen và màu trắng. Tuy nhiên ở đây mình không có sự lựa chọn nên cô Bella sẽ chọn màu xanh. Và với cái bed, bed thì cô Bella sẽ chọn màu đỏ nha. Còn với bee,
B thì cô Bella sẽ chọn màu vàng. Các con nhớ là ở nhà các con sẽ chọn cái màu mà các con yêu thích để các con tô vào chữ B này nha. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành phần tô màu. Bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo nha. Trong phần này họ bảo mình là look and listen. Look là mình hãy nhìn, and là và, listen là mình hãy lắng nghe. Cái phần này có nghĩa là họ sẽ hướng dẫn cho mình cái cách để mình viết chữ B in hoa cũng như là chữ B thường như thế nào. Nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta hãy nhìn họ viết như thế nào và đồng thời mình nghe họ đọc cái âm đó luôn nha. Và các con khi mà các con nghe phần này đến phần này thì các con hãy lấy bút chì ra, và ở trong vở của các con có phần này á thì các con hãy dùng bút chì và để viết theo các con nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. B. Đó là cách chúng ta viết chữ B, chữ B in hoa. Và bây giờ chúng ta sẽ sang chữ B thường được viết như thế nào nha. B. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo các con nhé. Trong phần số 2 này, họ bảo mình là listen and point. Là các con biết rồi đúng không nè? Listen là mình lắng nghe, and point là mình dùng tay để chỉ vào. Thì cũng giống y chang như ở phần 1 vừa rồi, mình sẽ dùng tay để chỉ vào cái từ hoặc là cái âm mà mình nghe được ha. Mình sẽ chỉ vào cái hình tương ứng với cái từ cũng như là cái âm mà mình nghe được nha. Bây giờ trước tiên chúng ta nghe để mình hiểu nó là cái gì trước đã ha. Các con thấy nè, ở trong bức tranh này mình có ba nhân vật đúng không nè. Đầu tiên là một cậu bé đang cầm một trái banh, và tiếp theo là một cô bé đang chơi ở trên cái giường của mình, và cuối cùng là một cậu bé đang chạy đi vì bị ong đuổi. Bây giờ chúng ta nghe thử là các cô cậu bé nói gì các con nhé. Đầu tiên đó là look a ball. Look a ball là nhìn này, một quả bóng. Look a ball. Look a bed. Nhìn này, một cái giường. Look a bed. Look a bee. Nhìn này, một chú ong. Look, a bee. Right, bây giờ nhiệm vụ của các con là sau khi các con ví dụ như các con nghe là look, a ball. Thì nhiệm vụ các con đó là các con hãy dùng tay chỉ vào quả ball này nha. Ví dụ như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu các con nhé. Các con hãy chỉ vào sách của mình các con nha. Look, a ball. Look, a bee. Look, a bed. Rồi, phần này khá là dễ đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến phần tiếp theo các con nha. Phần này họ bảo mình là now. Trong phần này họ bảo mình là now. Match là bây giờ chúng ta hãy match. Có nghĩa là chúng ta hãy nối những cái mảnh ghép này vào cái bức tranh này sao cho nó trở thành một bức tranh hoàn thiện. Các con thấy nè, ở trên này mình có 3 mảnh ghép đúng không? Và ở dưới này thì mình sẽ thấy là có 3 khoảng trống để cho chúng ta có thể ghép vào cái ba mảnh ghép ở trên sao cho nó tạo ra một cái bức tranh tổng thể giống như cái bức tranh chúng ta vừa được xem á. Bây giờ các con thử với cái đầu tiên các con nha. Các con có thể thử nhìn cái này nè, rất là dễ đúng không? Chúng ta thấy ở đây là một quả bóng nè, nó đang thiếu ở chỗ này là màu vàng và màu xanh. Thì chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy đây rồi, màu vàng và màu xanh, nên chúng ta sẽ chọn mảnh ghép thứ ba cho bức tranh này các con nha. Chúng ta đúng rồi. Bây giờ các con thử xem thử là ở trong bức tranh thứ hai mình thiếu mảnh ghép nào ta. Chúng ta thấy là mình thiếu mảnh ghép ở đây, nó có màu xanh nè,
rồi màu nâu của cái giường nữa. Thì ở trên này hai cái này cái nào có màu xanh ta? Cái này đúng không? Nên chúng ta sẽ chọn mảnh ghép này nhờ. Chúng ta sẽ chọn mảnh ghép này cho bức tranh này. Chúng ta lại đúng rồi. Và phần cuối cùng tất nhiên nó sẽ cho chú ong đúng không nào? Chúng ta có thể thấy nhìn chú ong ở đây nè. Để chúng ta chọn này cho mảnh ghép này. Chúng ta đúng rồi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 2 trong lesson 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo, đó là phần số 3 các con nha. Trong phần này họ bảo mình là chant and show. Chant là chúng ta hãy hát theo và show là chúng ta biểu diễn. Có nghĩa là mỗi khi đến phần số 3 ở trong lesson 1 của mỗi bài học thì nhiệm vụ của các con đó là các con sẽ hát theo và các con sẽ đứng dậy để các con biểu diễn. Nhớ là các con vừa hát vừa nhún nhảy vừa sử dụng tay chân và mặt của mình luôn các con nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Vui nhộn đúng không nào? Và đồng thời bài hát này sẽ giúp các con nhớ những cái từ mà các con vừa được học. Bây giờ chúng ta sẽ hát lại một lần nữa các con nha. Lần này các con cố gắng là các con nhớ những cái lời ở trong bài hát để các con hát theo các con nha. Nhớ là mình phải show, là mình cũng phải biểu diễn nha. Đứng lên, nhún nhảy các con nha. Ba, bo, ba, ba, ba. Ball, ball, ba, ba, ba. Ba, bed, ba, ba, ba. Bed, bed, ba, ba, ba. Ba, be, ba, ba, ba. Be. B, 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 B. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 trong unit 2 rồi. Và đây là lúc chúng ta sẽ bắt đầu với lại lesson 2. Lesson 2 thì nó sẽ nằm ở trong trang sách số 8 của các con. Nên bây giờ các con hãy lật sang trang sách số 8 để chúng ta bắt đầu các con nha. Trước tiên thì ở trong trang sách số 8 chúng ta sẽ bắt đầu với phần đầu tiên là phần số 4 ở trong lesson 2. Họ bảo mình là listen, read along. Listen là mình hãy lắng nghe, read along có nghĩa là mình đọc theo. Nhiệm vụ của chúng ta trong bài này có nghĩa là chúng ta sẽ lắng nghe những cái câu ở trong khung này và sau đó chúng ta đọc theo các con nha. Trước tiên thì cô Bella sẽ giải thích cho các con những cái câu ở trong này có nghĩa tiếng Việt của mình là cái gì các con nhé, để các con có thể hiểu nha. Sau đó thì các con sẽ đọc theo bằng tiếng Anh các con nhé. Look. Nhìn này. Look at the ball. Hãy nhìn quả bóng kìa. Look at the bed. Hãy nhìn cái giường này. Look at the bee with the ball on the bed. Hãy nhìn một chú ong với một quả bóng ở trên cái giường. Rồi, bây giờ các con hãy nghe và đọc theo các con nha. Look. Look at the ball. Look at the bed. Look at the bee with the ball
on the bed. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo các con nha. Trong phần này là phần số 5, song. Đây là một cái phần rất là vui nhộn ở trong chương trình của mình và nó sẽ nằm ở trong lesson 2. Phần số 5 là song, là phần bài hát. Và cũng giống như phần số 3 là phần chant and show. Bây giờ ở phần số 5 song thì các con cũng sẽ hát theo bài hát và các con cũng sẽ nhún nhảy theo lời bài hát cũng như là âm điệu của bài hát các con nha. Chúng ta bắt đầu nha. The bee on the bed goes buzz, buzz, buzz. Buzz, buzz, buzz. Buzz, buzz, buzz. The bee on the bed goes buzz, buzz, buzz. Buzz, buzz, buzz. The ball on the bed goes boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. The ball on the bed goes boing, boing, boing. Bây giờ chúng ta hát lại một lần nữa các con nhé. The bee on the bed goes buzz, buzz, buzz. Buzz, buzz, buzz. Buzz, buzz, buzz. The bee on the bed goes buzz, buzz, buzz. Buzz, buzz, buzz. The ball on the bed goes boing, boing, boing. Boing, 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 boing. The ball on the bed goes boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi các con. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với phần cuối cùng ở trong unit 2, đó là phần lesson 3. Lesson 3 nó sẽ nằm ở trang sách số 9 của các con, nên là các con hãy lật sang trang sách số 9 để chúng ta bắt đầu nha. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu phần đầu tiên của lesson 3, đó là phần số 6. Trong phần số 6 họ bảo mình là circle the pictures of the words that start with the b sound. Có nghĩa là mình sẽ circle the pictures, có nghĩa là mình sẽ khoanh tròn vào những bức tranh of the words, của những từ that start with the b sound, mà có âm bắt đầu là âm b. Rồi, nhiệm vụ của các con đó là các con hãy nhìn vào những cái bức tranh này và các con quyết định xem thử là mình sẽ khoanh tròn vào những cái bức tranh nào mà nó có âm bắt đầu là âm b. Thì các con nhìn vào những cái từ mình học đúng không nè? Ở đây thì mình sẽ thấy có là ball, đúng không nè? Cái này là bed. Và cái thứ ba đó là bee. Đây là ba cái mà mình sẽ khoanh tròn bởi vì ba cái hình này có âm bắt đầu là âm b. Nên bây giờ chúng ta bắt đầu khoanh tròn các con nhé. B ball. B bed. B, B. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo các con nha. Phần tiếp theo là phần số 7, phần cuối cùng của lesson 3, cũng là phần cuối cùng của unit 2 rồi. Và trong phần số 7 này họ bảo mình là listen, point and repeat. Cái này thì các con biết rồi đúng không nào? Listen là lắng nghe, point là dùng tay để chỉ vào và repeat và đọc lại. Cái phần đầu tiên họ bảo mình thì nó sẽ ứng với cái từ mới mà mình được học ở đây. Ở đây các con thấy là đây là một chú gấu đúng không nè? Bây giờ chúng ta nghe thử là chú gấu được đọc như thế nào các con nhé. Bear. 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 Rồi, cái phần này nó cũng giống y chang ở trong phần đầu tiên. Nhiệm vụ của chúng ta nghe, khi mà chúng ta nghe bear thì nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta sẽ chỉ vào chú gấu này và chúng ta sẽ đập lại giống như thế này các con nhé. Bear. Bear.
Các con đọc theo các con nha, và đồng thời các con hãy dùng tay chỉ vào chú gấu ở trong cái sách của mình các con nha. Bear. Bear. Rồi, đây là từ mới mà chúng ta học được ngày hôm nay nữa. Ở ngoài be, ball và bed thì bây giờ chúng ta học thêm một từ nữa, đó là bear, là chú gấu, đúng không nè? Bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo các con nha. Phần tiếp theo họ bảo mình là color the pictures of the words that start with the b sound. Là mình sẽ tô màu những cái bức tranh mà được bắt đầu bằng âm. Là mình sẽ tô màu những bức tranh của những từ mà được bắt đầu bằng âm b. Sau đó mình sẽ say the b words. Là mình sẽ nói những cái từ mà có âm bắt đầu là b. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta là chọn giữa ba bức hình này và tô màu những cái bức hình nào mà cái từ của nó được bắt đầu bằng âm b. Thì các con nhìn vào đây thử là mình sẽ tô màu vào những cái hình nào nè. Đầu tiên, cái này quen thuộc đúng không nào? Đây là chú ong b và đây là bed. Thì chúng ta chỉ tô màu b và bed thôi nha các con nha. Thì B đầu tiên thì cô Bella sẽ chọn màu vàng để tô cho B. B. Rồi với cái bed, cô Bella sẽ chọn màu đỏ. Bed. Ta-da! Vậy là các con đã hoàn thành Unit 2 rồi. Bây giờ là lúc các con sẽ ôm lại những cái từ mà chúng ta được học và chúng ta sẽ chơi một trò chơi để các con có thể nhớ bài dai hơn, tốt hơn các con nhé. B. B. Ball. Ball. Bed. Bed. Bee. Bee. Bear. Bear. Bee. Ba. Bee. Bed. Ba. Bed. Ball. Ba. Ball. Bed. Ba. Bed. Ball. Ba. Ball. Bee. Ba. Bee. Vậy là chúng ta đã hoàn thành Unit 2 trong chương trình Mindfulness Grade 1 rồi. Cảm ơn các con rất là nhiều. Cô Bella chúc các con luôn khỏe, luôn ngoan và nghe lời ba mẹ và học giỏi ở trường các con nhé. Hẹn gặp lại các con vào bài học tiếp theo các con nha. Tạm biệt các con.